Vâng, xin chào tất cả các anh chị em. Ngày hôm nay là ngày 3 tháng 12 năm 2019. Hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa. Tụi em đang có mặt tại Giáp Ranh, Thủ Đức và Bình Dương. Thì chiếc xe màn hình của mình em xin giới thiệu. Thì hiện tại bây giờ con xe này em sẽ áp tải lại về lại trên thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Thì con xe này em bán cách đây cũng 1-2 tháng về trước cho một anh trai anh tập lái. Và hôm nay anh đổi một chiếc xe khác và anh muốn để lại cho bên tụi em thu hồi lại chiếc xe này. Thì chiếc xe này là xe Kia Bright, sản xuất năm 1994 nha anh chị nha. Bên tụi em bán với giá thành nhanh trên đường về luôn cho anh chị là 39 triệu chiếc xe này. Thì sau đây em sẽ đi sơ lược chi tiết đồng sơn và nội thất của chiếc xe này cho anh chị xem nhé. Biển số đang đeo là 52T2310. Thì chỗ chỗ điểm này nó đang bị chạy một miếng sơn nha anh chị nha. Cái đó thì mình về dầm lại. Và chiếc xe này thì rất là thích hợp cho tất cả nào anh chị em nào đang trong quá trình tập lái nha anh chị nha. Xe này rất là thích hợp cho anh chị em tập lái. Ở đằng trước cản thì nó có một vết quệt này chạy sơn ở đây nha anh chị nha. Thì cái này mình về mình khắc phục sau nó đơn giản, tại vì cản kiết chạy thì nó bị va quệt là bình thường anh chị ha. Chiếc xe này thì trang bị gồm 4 cái vỏ là cái la văn đúc nha anh chị nha. Này là la văn đúc luôn nha. 4 vỏ của chiếc xe này thì còn cũng được 76-70% nha anh chị. Hiện tại cung đường của tụi em sẽ tiến hành em đi là em đi đường ngã ba Tân Vạn. Và em sẽ đi ngang Dầu Dây, Biên Hòa, Phương Lâm, Malawi. Và điểm đáp cuối cùng của em là về tới thành phố Bảo Lộc nha anh chị. Thì anh chị nào chốt cái xe này thì nhanh tay điện thoại cho em tới số điện thoại là 0935500001 hoặc 0793955558. Và chiếc xe này bên em bán trên cung đường về luôn nha anh chị nha, là với giá thành là 39 triệu nha anh chị. Thì sau đây em sẽ tiến hành sơ về nội thất cho anh chị xem. Tại xe này em cũng có một cái clip cách đây mấy tháng, nhưng hiện tại bây giờ là em đang mua lại chiếc xe này thì em sẽ làm clip quay lại chi tiết cho anh chị tham khảo để bài nó khỏi bị trôi. Thì 4 cái cửa tắp bi là được bọc lớp 3D, nhìn trông rất là đẹp. 4 cánh cửa đều y chang như vậy nha anh chị. Đây, 4 cánh cửa, bọc cái bi rất là đẹp. Ở đây cái dàn trần ở trên cũng vậy luôn. Trần cũng trang bị một lớp 3D. Với một chiếc xe Kia Bright sản xuất năm 1994 với số tiền là 39 triệu đồng chỉ bằng một chiếc xe máy. Thì anh chị rất thích hợp cho anh chị nào đang trong quá trình tập lái nha anh chị nha. Ghế da ghế chiếc thì vẫn còn sạch lắm nha anh chị nha. Xe này là mà dàn ghế vẫn còn ok lắm. Đó, anh chị thấy thường hình thấy nè. Dàn ghế thì vẫn còn sạch sẽ. Xe này thì đăng ký là đăng ký 4 chỗ ngồi nha anh chị. Không hết niên hạn nha. Cứ 6 tháng là mình đi đăng kiểm một lần nha anh chị nha. Chiếc xe này thì côn số thắng máy lạnh đều có nha anh chị nha. Con số chạy rất là nhẹ nhàng, máy lạnh là ok anh chị khỏi phải suy nghĩ. Đây là sổ đăng kiểm của chiếc xe Kia Bright nhập. Xe này là dòng xe nhập nha anh chị nha. Đó, xe nhập Hàn Quốc sản xuất năm 94, xe nhập Hàn Quốc đây anh chị. Chiếc xe này dung tích xi lanh nó là 1.3 cc, thì xăng cộ nó ăn uống là 6 lít trên 100 cây số. Thì đặc biệt một cái là xe này nó không có hao xăng nha anh chị. Thích hợp cho anh chị em nào đang quá trình tập lái. Rất là tiết kiệm. Một đứa ra phụ anh kéo cái nắp ca vô anh cái. Và bây giờ em sẽ sơ lược qua dàn khoang máy cho anh chị xem nhé. Kéo cái nắp cái vô lên giùm anh cái. Kéo giật cái máy đó về số mô nổ máy luôn cho anh đi. Thì anh chị nào muốn sở hữu chiếc xe này thì điện thoại nhanh cho em. Và chốt cọc thì bên em có dịch vụ giao xe là 100 cây số là miễn phí. Trên vòng 100 cây số thì anh chị vô lòng hỗ trợ em thêm tiền xăng cộ tiền tài và tiền trạm thu phí nha anh chị. Đây là khoang máy của chiếc Kia Bright. Vô em nổ máy mà anh luôn rồi. Vô lắc mò đi, đang gài mò. Chừng xe nó trôi nha, ngồi mà luôn. Khoang máy thì vẫn còn rất là ok.
vẫn còn rất là sạch sẽ, không có nhớt nhau gì nha anh chị nha. Xe này thì máy nổ rất là thì thầm. Để máy đi em. Đó, hiện tại thì máy đang nổ nha anh chị nha. Xe này em bảo ok anh chị luôn, là hơi hám rất là ok, xe không bị đổ hơi nha. Đây anh chị nào xem đây, hơi hám rất là mướt, xe không bị đổ hơi rồi hết gì hết. Máy lạnh rồi là còn ok, két nước quạt quay rất là good. Thì với giá thành là 39 triệu chiếc xe này, thì anh chị không có gì mà phải suy nghĩ, mua về tập lái, chán xong rồi mình bán lại cho anh chị nào cần tập lái, nó vẫn là rẻ. Thay vì một ngày mình mướn xe tập lái nó cũng dày anh chị ạ. Thì xe là vẫn còn đăng kiểm, vẫn còn lưu hành bình thường, không xong không có tới tháng 1 năm 2020 lượng nha anh chị nha. Và đây em sẽ liệt sơ và dàn gầm cho anh chị xem luôn nha. Đó, chiếc sự màn hình thì anh chị nhìn cái dàn gầm của chiếc Kia Bride. Xe nhập này thì dàn gầm nhìn cũng rất là cứng cáp đúng không anh chị? Nhìn còn rất là đẹp, cũng không có mục nha anh chị nha. Chỉ mục một số chỗ chi tiết ít ít thôi, chứ còn dàn gầm này thì vẫn ok lắm anh chị ạ. À, đó, đây là dàn gầm chiếc xe Kia Bride. Thì hiện tại bây giờ anh chị nào muốn chốt chiếc xe này thì vui lòng điện thoại trực tiếp cho em nhé. Em quay chi tiết sơ qua chiếc xe này cho anh chị tham khảo rồi, và anh chị nhanh tay anh chị điện cho em nhé. Vâng, chúc cho cả nhà có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Tắt nó không được luôn ta.